nó chưa kịp lên đỏ nó đã cháy rồi, đúng không? Dạ, với bạn mình đứng lần 1 để bao lâu thôi? Lần 4 cho lần 4 nhiều con 6 phải lần 4 con 5 con 5 cho bạn cũng có nhiều bạn nói với cô là bạn nướng có 45 phút hoặc là 60 phút thôi nó đỏ rồi, nhưng mà cô giờ cái hình của bạn mình biết nó đỏ nó chưa có ra mặt, nó ra mặt đó là cái chuối nó tương một cái lớp mặt bóng rỉ lên, nó bóng lên cái bánh cắt chuối của cô liền cắt trên mặt nó có một lớp mặt ở trên. Cái đó kêu là 35 phút.